Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh Để em có thể ra được nhiều video tốt hơn Để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo Thì hôm nay vào niên đất của ta Là một phiên nỗ lực phục hồi số 2 Sau những đà giảm thấp Cụ thể hôm nay VN ni tăng 16,18 điểm so với phim trước và đóng cửa mức 1050,99 điểm. Giá trị giao dịch ở mức thấp 8.900,71 tỷ và đang có những yếu tố phân hóa dòng tiền khá rõ rệt hầu hết những nhóm ngành tăng điểm chính chủ yếu đến từ dòng ngân hàng chứng khoán thép và một vài mã cổ phiếu của dòng đầu tư công còn những nhóm ngành giảm điểm đến từ dòng dầu khí này và một vài mã cổ phiếu của dòng bất động sản thì nhìn chung đoạn này thanh khoản của chúng ta phục hồi và đi lên với những yếu tố thấp như thế này là yếu tố tích cực và tại vì sao nó tạo ra cái lượng thanh khoản thấp tại vì hầu hết những nhà đầu tư vừa mới bán ra một miếng thấp này và khi chừng đang đi lên trở lại thì nhà đầu tư mình vẫn nghi ngờ chưa biết đây là đã hay chưa nên vẫn chưa dám tham gia dẫn đến những cái lượng cầu bên ngoài nó còn đang thiếu ở đây những cái lượng cung ở phía trên ấy khi mà chúng ta bắt đầu phục hồi thì những cái đầu tư kẹp hẹn ra này cũng bắt đầu kỳ vọng nó phục hồi lên một giá cao hơn để bán ra ở những vùng giá cao hơn nên những vùng này là những vùng trống cung cầu nên những thanh khoản thấp như thế này là những tố tích cực giúp cho thị chúng ta có thể cân bằng trong thời gian sắp tới và anh chị biết rằng ấy là thị trường ta được sinh ra trong sự ảm đạm lớn lên bằng sự hoài nghi, phát triển bằng sự lạc quan và chết đi trong sự thỏa mãn. Và khi thị trường ta còn nghi ngờ như thế này thì đánh giá ở vùng này hình thành những cái vùng đáy khá là cao nên kịch bản của thị trường ta giai đoạn tiếp theo ấy thì nó sẽ có những trạng thái nó quay về để cái gap sau đó sẽ quay về nó retest lại vùng đáy trước của nó rồi sau đó cân bằng xuất hiện một cái phiên bùng nổ về giá và khối lượng thì nó sẽ bước vào những cái con sóng phục hồi chính thì chúng ta muốn tham gia thì chúng ta phải chờ đợi những cái phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta mới tham gia được và tại vì sao nếu ở đây là cái phiên phục hồi số 2 tại vì anh chị biết rằng ấy để tìm được một cái phiên bùng nổ đà thì chúng ta phải bắt đầu chúng ta điếm và chúng ta xác nhận được phiên tạo đá đầu tiên ví dụ như ở đây anh chị thấy này đây là những cái ngày gọi là tạo đá đầu tiên thì anh chị bắt đầu anh chị đếm. đây là cái phiên số 1 này và từ ngày số 4 đến ngày số 15 nó phải có một phiên tăng mạnh về giá và khối lượng và khi tăng mạnh về giá khối lượng thì chúng ta mới vào sóng mới nhưng mà khi chúng ta đi ấy một này hai ba bốn năm sáu bảy tám chín và phiên thứ 10 thì anh chị thấy là nó đạt thủng khỏi vùng đá trước thì phiên này anh chị thấy này phủ nhận hoàn toàn cái gọi là cái phiên tạo đá đầu tiên thì anh chị phải điếm lại từ đầu thì anh chị thấy ở đâu là vùng đáy đầu tiên của Bernie trong cái chu kỳ sống trước thì anh chị thấy đây là cái phiên tạo đá đầu tiên thì anh chị bắt đầu anh chị điếm trở lại là phiên số 1 này phiên số 2 phiên số 3 phiên số 4 số 5 số 6 số 7 số 8 số 9 và phiên số 10 này mới là một cái phiên gọi là bùng nổ thôi đà giúp cho Bernie để chúng ta có một cái nhịp sống hồi đủ lớn đó mà thì khi nào thì chúng ta xuất hiện cái phiên này này nó mới là những cái kiểu an toàn cho chúng ta đầu tư còn trong giai đoạn này mặc dù nhà đầu tư mình có tham gia nhưng chị thấy này chắc gì anh chị đã tham gia kịp cái lượng tay cộng đó đúng không à? anh chị không tham gia vùng này ví dụ ở đây nó tạo đáy anh chị tham gia ở đây cái anh chị còn nghi ngờ và càng ngày kéo lên cái anh chị cầm tiền gì chị chịu không nổi lúc đó chị mua vào thì lại bắt đầu nó chỉnh đúng không ạ à? nên chúng ta muốn tham gia thì chúng ta phải chờ đợi cái nhịp chỉnh số 2 ấy. sau đó cân bằng dòng tiền vào có điểm xác nhận chúng ta tham gia nó sẽ an toàn hơn so với việc mà bây giờ chúng ta tham gia quá sớm với thị trường tại vì chúng ta không biết rằng ấy ở đây nó có hình thành được cái mẫu hình thành công hay không hay ở đây dòng tiền lớn có bắt đầu chấp nhận để giúp cho vừa chúng ta bước vào chu kỳ sống hay không tổ chức họ có gom đủ hay không đúng không ạ nên chúng ta phải chờ là chờ những cái điểm xác nhận đó mới là điểm mua an toàn còn đoạn này nhau tư mình tham gia vẫn được nhưng mình chỉ tham gia với những cái cách gọi là đánh tê cộng trong ngắn hạn và đánh với những cái tỷ trọng vốn thấp chứ mình sẽ không đánh với những tỷ trọng vốn nhiều nên chúng ta phải chờ đợi thị trường ta vào những phần thân đó là những phần ngon nhất của một cái thị trường tại vì chị biết rằng ấy khi mà thị trường ta chúng ta tham gia không phải là chúng ta tham gia vùng đáy này đâu tại vì vùng đáy này rất là khoai tại vì chúng ta đâu biết đó là đáy đâu mà cái chị thăm dò điểm này cái chị thăm dò điểm này Các chị thăm dò đích đâu khoảng là hai ba lần thì chị mới bắt được những vùng đáy của nó đúng không ạ và khi anh chị bắt đáy như thế này anh chị thấy ở giai đoạn phía trên chị đã lỗ rồi nhưng mà khi thì chúng ta nó vào sóng bắt đầu có dòng tiền vào xác nhận đi thì anh chị thấy này rõ ràng rằng nó đã bước vào phần thân và phần thân mới là phần ngon nhất chứ không phải là phần đầu và phần đuôi nên chúng ta muốn tham gia thì chúng ta cứ chờ đợi thêm và kiên nhẫn thị trường tại vì anh chị biết trên thị trường này rất là nhiều cơ hội hôm nay anh chị không tham gia được thì ngày mai anh chị tham gia hoặc có thể là tháng sau năm sau anh chị tham gia vẫn được tại vì trường nó vẫn tồn tại hoài và nó có hơn 2.000 mã cổ phiếu để cho đầu tư mình lựa chọn nên mình cũng sẽ không phô mô làm gì đối với thị trường này và quan trọng của Vinny là cái gì là cái xu hướng của nó chứ không phải là cái việc mà chúng ta mua giá cao hay mua giá thấp ví dụ như anh chị mua cái mã cổ phiếu giá cao đi thì thậm chí nó còn tăng cao hơn nữa giống như DGC đoạn trước ấy anh chị thấy này cái giai đoạn uptrend trên đi các chị mua những cái vùng gọi là vượt đỉnh anh chị thấy này, đây là đỉnh của nó nó vượt đâu khoảng là dùng giá 18 này anh chị ở vùng này đã thấy cao rồi rồi sau đó vượt lên vùng 28 rồi sau đó vượt lên vùng giá 77 rồi có ai tưởng chừng nó lên vùng giá 129 hay không nếu mà nó chưa chi cổ tức thì nó lên vùng giá 200 mấy đúng không ạ thì đâu có ai ngờ nó lên vùng giá đó nên anh chị thấy cái quan trọng nhất vẫn là cái xu thế chứ không phải là cái vùng giá của nó anh chị thấy con Vinamilk này trong xu thế giảm đi anh chị mua cái điểm nào anh chị có lãi không từ giai đoạn trước đến bây giờ anh chị thấy này các anh chị thấy ở ờ, vùng giá 103 mình mua không được mình thấy ở ờ, mã phiếu này nó giảm về vùng giá 93 thấy giá quá rẻ rồi nhưng chị thấy giai đoạn phía sau giá rẻ hơn sau đó anh chị lại thấy ờ uh, vùng giá 83 nó lại quá rẻ các anh chị mua vào thì nó về vùng giá đâu khoảng 74 anh chị nhìn qua con VHM hay là con VIC thì anh chị có thể là tưởng tượng được ờ uh, cái trend xu thế của nó mới là cái quan trọng chứ không phải là cái uh, cái cái giá của nó hiện tại là bao nhiêu đúng không ạ nên anh chị thấy rõ ràng rằng đấy thì chúng ta tạo trên chúng ta tham gia còn không tạo trên chúng ta cứ tiếp tục nước ngoài bao nhiêu đây thì nó chưa có gì gọi là xác nhận để thì chúng ta có thể là vào sóng chúng ta phải chờ đợi kiên nhẫn thêm khi nào chúng ta này nó có những trạng thái nó quay lên vùng gáp này test lại thành công này đó nó tạo ra tre này dòng tiền vào quyết liệt lên này đó chúng ta sẽ vào chúng ta tham chiến thảm ta tham gia chậm nhưng nó sẽ là an toàn hơn còn ở đây chỉ phù hợp với đầu tư nào mà mình chấp nhận rủi ro mình đánh tỷ chậm nó khoảng là 10 đến 20 phần trăm thì vẫn có thể ok tại vì chúng ta có thể là vi phạm một cái mức gọi là rủi ro nhỏ trong cái tổng tài khoản ta thì nó là việc hết sức bình thường nên trong thị trường này có đúng có sai nên quan trọng khi mình đúng ấy mình được bao nhiêu và khi mình sai mình mất bao nhiêu và thực chất anh chị thấy thị trường trên tăng đi cái xác suất đầu tư mình thắng 80 phần trăm nhưng mà thị trường trên giảm đi thì anh chị thấy này xác suất đầu tư của mình thua đâu có là 80 trăm thì khi nào trên tăng thì đánh còn trên giảm đứng ngoài thì đó là cái phương pháp của em giao dịch chứ không phải là em thấy ở trên giảm mà cứ vô tham gia với tỷ dụng lớn thì nó sẽ không đúng tham gia thì chúng ta sẽ chấp nhận tham gia nhưng mà vẫn tỷ trọng nhỏ thôi chúng ta cũng sẽ không chấp nhận rủi ro lớn khi mà chúng ta bước bước vào trên giảm như này còn bây giờ chúng ta sẽ đi qua những mã cổ phiếu để chúng ta xem xét hiện tại thì chúng ta có thực sự tạo đáy chưa thì chắc hiện tại thì chúng ta nó đang có những tín hiệu tạo đáy dần tại vì chị thấy những mã cổ phiếu dòng ngân hàng đi như acb này hay là con stb như thế này đúng không ạ hôm nay bật tăng khá là mạnh này bid như thế này nó cũng có những sự volume khớp định khá là lớn ở vùng đáy này đúng không ạ tại vì hôm nay chị thấy này rất nhiều nhà tư gọi là sợ đối với dòng ngân hàng đúng mà nó rơi liên tù tù như thế này này nhà tư nào cắt cũng là cắt vùng giá này này hay là cắt cũng đã cắt vùng giá này này và khi nó giảm về vùng đáy như thế này này tại vì sao lại khớp lệnh volume lớn tại vì ở đây đã có những dòng tiền của tổ chức họ vào cho anh chị thấy nó rơi về đây này có nhà đầu tư nào giảm đỡ giá và không nó rơi sàn liên tục hầu như 10 nhà đầu tư đã tám nhà bạn đầu tư bán ra thì ai là người mua vào đúng không ạ thì chủ yếu là tổ chức họ mua vào khi họ mua vào sau nó tạo ra những sự gọi là xung lực nó giúp cho cái mà cổ phiếu này nó ngừng giảm và khi nó ngừng giảm sao thì bắt đầu nhà đầu tư cầm tiền ngoài lại thấy phô mô thì những cái lực cầu bên ngoài vào mà ở trên ấy lực cung nó không bán ra thì nó phục hồi là việc hết sức bình thường anh chị có thể hình dung đây ở đây tổ chức họ vào họ đợi giá đi đúng không ạ thì trên đây nhà đầu tư mình đang cầm hàng mình có tâm lý gì là có tâm lý là ờ uh, chờ nó hồi lên để mình bán thì kỳ vọng nó hồi lên một mức giá cao hơn để mình bán thì ở về đây thấy nó cân bằng rồi thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó phục hồi cao hơn đúng không ạ và khi phục kỳ vọng như vậy thì cung trên đây có thoát ra hay không làm gì có cung trên đây nhiều đúng không ạ rồi sau đó ờ uh, thấy cái mạng phía này cân bằng về hỗ trợ thì nhà đầu tư bắt đáy ngoài cầm tiền vào mua và khi mà cung không bán ra mà cầu vào sao thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng đúng không ạ cái đó là quy luật về cung cầu của thị trường nên những mã phiếu như BID anh chị thấy là tăng khá là tốt thì đối với BID thì chúng ta nhìn qua sơ lược của nó thì trend của nó thì nó đã bước vào trên layer tăng chưa thực chất ở đây nó cũng chưa bước phá được trên layer tăng đúng không ạ nó cũng chưa tạo xu hướng nhưng ở đây anh chị thấy này nó cũng đã có những sự gọi là cân bằng này tạo ra một cái mô hình gọi là island reversal đúng không ạ đây là một cái hòn đảo cô đơn này sau đó có dùng tiền vào đánh lên rất quyết liệt nhưng ở đây anh chị thấy xem cái vòng nó vào có đạt đâu đúng không ạ nếu mà cái vôn nó đạt nó vẫn nhất phải đánh lên như thế này này ít nhất của nó phải gấp 1,5 đến 2 lần khối lượng trung bình một phiên thì anh chị thấy cái phiên này này anh chị thấy là cái khối lượng là 2,4 triệu so với 1,2 triệu thì gấp 1,5 đến 2 lần rồi đúng không ạ à? còn anh chị thấy này cái vol của nó vào đánh lên bao nhiêu ạ à? nó đánh đâu khoảng là 1,4 triệu thì nó có gấp 1,2 triệu hay không anh chị nhìn qua cái volume ở đây này thì anh chị so sánh ở ở đây nó không phải là một cái phiên gọi là xác nhận cái trend mới nó chỉ là một cái phiên phục hồi bình thường đúng không ạ à? thì khi mà nó phục hồi như thế thì nó gặp đại cản này này thì 80% nó sẽ có nhịp test chờ đợi cái nhịp test của nó thành công đi ví dụ ở đây nó test lại đây, thành công đi rồi nó tạo ra trên xu thế chúng ta sẽ tham gia chúng ta cũng sẽ không tham gia quá vội Để mà cổ phiếu gọi là BID tại vì chúng ta đu trên đây thì rất dễ dàng dính những nhịp bull trap của nó nữa nên chúng ta phải chờ đợi thêm khi nào nó test lại thành công chúng ta mới tham gia thường thường cái thị trường này nó sẽ luôn luôn có nhịp test ví dụ như khi nó đánh lên đây đây nó kéo giá liên tục như thế này này anh chị tham gia nhịp đầu này không được anh chị phô mô nhịp này này rồi anh chị dính vào nhịp nào anh chị thấy dính này tới không thì anh chị mặc dù anh chị có lãi đúng không ạ T1 có lãi, T2 có lãi nhưng mà T3 này anh chị rất dễ dàng nhả ngay chỗ nào ạ? À? Nhả ra ngay những cái vùng gọi là chân chân sóng của nó đúng không ạ? À? Nên chị lưu ý đoạn này nó đánh biên độ khá lỏng, con của nó rất rất là dễ gọi là lỏng lẻo như này nó rất dễ dàng tăng chỉnh. Nên đối với những điểm tham gia an toàn thì chờ lại test đại lại tham gia nó sẽ an toàn hơn nên quan sát thêm đối với BAD. hay giống đoạn này anh chị thấy này ở đây nó phục hồi mới phục hồi được một vài phiên này, anh chị cứ ngỡ mùa xuân về này nhưng mà thực chất anh chị thấy này nó tăng lên lên đây anh chị đu vào rồi anh chị thấy này, nó chỉnh lại, nhà đầu tư cắt lỗ ra và ngày đáy nó bắt đầu nó phục hồi đi lên, đúng không ạ? À? Thì nó rất là khó. Nên chung ấy, chờ đợi nó test lại rồi em tham gia sẽ an toàn hơn. CTG thì sao ạ? À? Thì hôm qua anh chị đầu tư nào có xem video của em ấy thì thực chất em cũng đã nói với mã phiếu BID rồi, nhà đầu tư chấp nhận tham gia thì mình có thể chấp nhận rủi ro tham gia với vị thế tham dò được đúng không ạ? À? Nên những mã cổ phiếu theo dõi nên anh chị thấy này, cũng có những mã cổ phiếu như BID, CTG đúng không ạ? À? Tiếp tục ấy là anh chị nhìn qua con CTG thì sao? CTG nhìn chung bọn này thì ở đây nó gãy xong nó cũng tương tự như PA đi Nó chỉ là phiên phục hồi đi lên nhưng khối lượng của nó cũng không gấp 1,5 đến 2 lần khối lượng trung bình 10 phiên Thì phù hợp việc nắm giữ nhiều hơn Muốn tham gia thì chờ test lại tham gia Chứ ở đây nó khả năng nó chạm lại đường 20 sau nó chỉnh lại này nhau tin FOMO mua điểm này đi Dễ dàng dính ngay đỉnh ngân hàng Muốn tham gia thì chờ lại nó test lại Ờ nó cân bằng cạn vol thì sẽ tham gia còn bây giờ chúng ta cứ quan sát thêm đối với CTG còn cái điểm mua đó thì thật chất ở đây này rất ít nhà đầu tư tham gia điểm này đúng không ạ? À? chủ yếu được một vài hai nhà đầu tư thôi chứ đâu phải là được nhiều nhà đầu tư tham gia được vùng đáy đâu tại vì mới đủ xong nhà đầu tư thường thường bán vùng giá thấp như thế này lên trên trên cao làm gì dám đu lại đúng không ạ tổ chức họ đánh cho nhà đầu tư mình đu lại thì lúc đó mới chỉnh còn bây giờ nhà đầu tư chưa đu thì chưa chỉnh đâu em đánh giá khả năng một vài phiên nó kéo thêm đâu cả là hai ba nhưng sau đó lại chỉnh nhà đầu tư mới bắt đầu rủi ro thì chờ đợi cái nhịp test số 2 đi tham gia sẽ an toàn hơn đúng không ạ giống như đoạn nào ví dụ như đoạn này đi đây anh chị thấy này nó về đáy nó đánh lên biên độ này tăng trần liên tục đúng không ạ một phiên trần hai phiên phiên này cũng kéo lên gần trần cuối phiên đạp lại sau đó anh chị thấy đây anh chị đu điểm này đây rồi nó quay về test này anh chị dễ gì nắm được đúng không ạ anh chị thấy giảm 3 phiên sáu trăm rồi cắt lỗ ra thì bắt đầu nó quay động tăng thì nó rất là khó nên muốn tham gia cứ chờ đợi test xong này rồi dòng tiền vào này tạo ra cái trend line này đáy sau cầu này trước tham gia sẽ an toàn hơn chứ cũng sẽ không tham gia mua đuổi cái đó là cái chiến lược trong thời gian sắp tới chờ đợi cân bằng hoặc test mới tham gia hoặc là nếu ở trên đây nếu mà nó tốt hơn thì nó sẽ đánh như đoạn này đây nó rơi hình chữ V này nó phục hồi hình chữ V này tăng được một hai ba phiên này đó rồi cân bằng trở lại này đoạn phía sau cân bằng xong đây rồi này anh chị thấy này dòng tiền vào chúng ta sẽ tham gia chứ chúng ta sẽ không tham gia sớm đúng không ạ à? ờ, ở đây này đó dòng tiền vào này cân bằng điểm này mới là điểm mua chính này hoặc là điểm này chúng ta mua vẫn được chứ không có gì mà chúng ta phải mua quá sớm đấy mà phiếu CTG ACB nó rơi vừa đâu khoảng 4 năm phiên nó cũng phục hồi lại hai phiên tăng trần mở gáp như thế này thì khả năng nó gặp lại cản này nó sẽ điều chỉnh trở lại nên nhà đầu tư mình thấy ở đây này tổ chức đánh làm gì cho nhà đầu tư mình mua lại được đâu muốn mua phải mua ở giá cao và khi mua ở đây này mới dễ dàng chỉnh này thì chờ nó chỉnh lại đi rồi mua chúng ta sẽ không mua sớm đúng không ạ chờ lại thêm ví dụ ở đây này, đánh chỉnh này 4 năm phiên này nó phục hồi lên này đó anh chị thấy này nó, nó, tăng lên nhưng mà tăng sẽ không bền tại vì thực chất khi mà nó tăng lên mà nó tăng lên gấp quá sẽ không bền nếu mà muốn tăng bền nó phải tích lũy đủ thì nó mới tăng lên bền được chứ đây anh chị thấy anh tăng lên như này tổ chức có gồm đủ đường hàng đó mà họ đánh lên chữ V thì rất là khó anh chị đừng có tưởng chừng như vậy muốn đánh thì chúng ta phải chờ đợi cái nhịp test phía sau nên quan sát chờ test phía sau mới tham gia được ACB thì trên vẫn là tên lai giảm STB thì sao STB đoạn này nhìn chung ấy hôm qua em có điểm danh là những mã phiếu như BAD này CTG và STB là mã cổ phiếu mạnh đúng không ạ thì hôm nay STB cũng tăng khá là mạnh này 4,13% hiện tại thì nó cũng đang bắt đầu bật tăng nhưng gặp lại cản này thì khả năng nó cũng sẽ có những trạng thái cân bằng hoặc là điều chỉnh trở lại trước khi nó có nhịp tăng mới nên chờ nhịp điều chỉnh phía sau đi test đáy thành công sẽ tham gia còn bây giờ cứ quan sát thêm còn trên xu thế của nó vẫn là, trên là giảm này đánh giống động nào ví dụ ở đây đây từ đáy phục hồi đi lên này đó nó đánh trần này trần 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 hai ba phiên liên tục này sau đó cũng phải quay lại retest này nhịp retest phía sau nên chị thấy này nó cân bằng chúng ta sẽ tham gia đúng không ạ à? hoặc là khi mà nó cân bằng hoặc là điều chỉnh lại như thế này này hai đáy ba đáy chúng ta sẽ tham gia nó sang toàn tại vì khi nó có một cái nhịp cân bằng đủ như thế này này hai ba tháng thì chúng ta tham gia nó mới là những nhịp đánh chứng chứ bây giờ anh chị cứ tưởng chừng là nó phục hồi lên hình chữ V rất là khó nên phù hợp với đầu tư mình chờ đợi nó cân bằng thêm đi rồi mới tham gia chứ bây giờ hạn chế tham gia quá sớm đối với STB nó chưa hẳn vào một con sóng bự đâu tiếp tục đối với những cái mã cổ phiếu gì nữa à tiếp tục là những mã cổ phiếu như Techcombank đây Techcombank hiện phục hồi yếu hơn tại vì sao à nó cũng có những tin tức liên quan đến trái phiếu nên chị thấy này những mã cổ phiếu này nó rơi liên tục đúng không ạ à? và khi nó rơi như thế này chị thấy cái độ cân bằng nó cũng chưa bằng những mã phiếu kia nên chúng ta quan sát và nắm giữ thêm và ở đây em cũng kỳ vọng nó sẽ có nhịp hồi sau đó quay lại retest đáy thì chúng ta sẽ tham gia cái nhịp retest đáy phía sau nếu mà nó cân bằng công còn bây giờ vẫn chưa điểm mua mới đối với Techcombank còn những cái mã cổ phiếu như là con uh, Tiên Phong Bank cũng tương tự như vậy nó cũng dính về những cái tin tức của trái phiếu nên chị thấy cũng rơi khá là mạnh Độ này rơi ba phiên sàn thì bây giờ nó cũng đã phục hồi lại một phiên trần hay gần cái phiên này cũng là một cái phiên tăng không phải 49% thì kỳ vọng một phía sau nó sẽ cân bằng thêm mới có điểm mua hoặc là những điểm đến tay cộng còn bây giờ chúng ta chỉ quan sát và nắm giữ và phiên vừa rồi em cũng nói rồi hay là những cái phiên vừa rồi em cũng nói với đầu tư khi nó về vùng nền thì chúng ta sẽ có bán là nữa chúng ta cố gắng chúng ta nắm thêm khi nào mà nó bật tăng lên thì chúng ta bán thì chị thấy một cái quả bóng nó rơi xuống đất thì nó sẽ phục hồi đi lên đúng không ạ chứ không thể nào mà nó rơi mãi hình chữ V được đúng không ạ nó rơi nó gặp trái nó sẽ bật tăng lên trở lại thì cái gì bật tăng đó là nhịp để chúng ta phù hợp với việc cơ cấu nhiều hơn so với việc mà chúng ta mua mới còn nhà đầu tư mua mới thì chúng ta phải chờ đợi cái nhịp retest số 2 mới là nhịp mua chuẩn, giống như thị trường chung xuất hiện một theo ra mới là nhịp mua chuẩn. Tiếp tục là con VIP đi hoặc là con VB Bank đi, VB Bank đoạn này thì nhìn chung này nó cũng phục hồi lên cũng khá là tốt đúng không ạ? Nhưng đoạn này chị thấy này rõ ràng là nó cũng đã gặp lại cản trước này, đáy trước là cản sau này đúng không ạ? Và khi nó gặp lại cản sau thì kỳ vọng nó sẽ có nhịp retest hoặc là nhịp cân bằng quanh đây này đó. Sau đó chúng ta sẽ tham gia ở nhịp test số 2, nó mới là nhịp ok nhất. Tại vì chị thấy rơi đi ví dụ ở đoạn trước nó rơi đi, đây nó rơi đi đó thì chị thấy là cái nhịp nào mới là nhịp điểm mua ví dụ ở đây ở đây nó tăng đây phải điểm mua hay không không phải điểm mua thật chất nó phải test lại như thế này này đó cân bằng này rồi tạo ra trên số thế này dòng tiền vào này thì ở đâu là dòng tiền vào này khối lượng gấp 1,5 đến 2 lần khối lượng trung bình 10 phiên này thì đây mới điểm mua anh chị thấy là 18 triệu so với 8 triệu khối lượng trung bình mười phiên thì nó sẽ gấp 1,5 đến 2 lần thì đây mới là điểm mua chuẩn còn bây giờ chúng ta gấp gấp là gì đúng không ạ chúng ta cứ chờ đợi thêm đi quan sát cho nó đủ độ cân bằng tích lũy đủ thì sẽ tham gia chúng ta cũng sẽ không ham khi mà chúng ta dự đoán ở đây là vùng đáy làm gì cứ chờ test thành công hay không nếu mà test không thành công thì nó tiếp tục nó gãy tiếp nên chúng ta phải chờ đợi những cái nhịp kỳ test đó rồi tiếp tục là đi qua dòng cảng biển đi cảng biển thì hôm này mình thấy con HAH khá là mạnh này Gama cũng mạnh này ở đây nó có sự đồng thuận này đầu tiên ấy, anh chị nhìn vào con Gama nó có một đặc điểm là gì ở đây nó cân bằng khá là tốt đúng không ạ ở đây anh chị thấy này cái, cái, yếu tố cạn vol của nó cũng xảy ra khá là nhiều đoạn này anh chị thấy này, cái vol nó rất là cạn đúng không ạ cũng tích lũy khá là lâu em nói giá đoạn này khả năng sẽ tái tích lũy và sẽ quay trở lại khi nó vẫn giữ một cái trên lại tăng từ khi mà chúng ta nó gãy trên nhưng những cổ phiếu này nó không gãy thì chứng tỏ những mã phiếu này là những mã phiếu mạnh hơn thị chị nhanh đây. Thì chúng ta giảm gần 300 400 điểm hay thị trường ta giảm từ vùng à 1500 mà về 1050 thì nhìn thấy giảm 500 điểm nhưng mà phiếu này giảm bao nhiêu phần trăm đúng ạ đây nó cũng giảm đâu khoảng là 23 phần trăm chứng tỏ những mã phiếu này là những mã phiếu mạnh thị trường nếu giai đoạn phía sau mã phiếu này cân bằng hoặc có dòng tiền vào thì đó là những điểm để chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta giảm ngân mua mới đối với gamma date. nên lưu ý đối với mã cổ phiếu này mã cổ phiếu nào khi thị trường rơi mà nó không rơi chứng tỏ nó mạnh thị trường ví dụ như đoạn phía trước đây giống như con bhr chị nhìn con bhr này đó cái giai đoạn mà thị trường rơi này đây thị trường rơi này nó cũng rơi chung này anh chị thấy là nó rơi ít hơn hay không ạ à? đây nó rơi khá là ít hơn này từ đây rơi đây ba chín trăm đây đúng mà nhưng mà thị trường phục hồi này nó nó bắt đầu nó cân bằng trở lại lúc thị trường chỉnh thêm nhịp nữa đó là những mà phiếu đi lên hàng đầu nên chúng ta sẽ kỳ vọng đến với gamma đấy ở giờ thời gian sắp tới đúng ạ cái trên tích lũy của nó cũng khá là tốt cái trên của nó này anh chị thấy giai đoạn tích lũy trước khá là là tốt ổn định đúng mà nên cũng sẽ kỳ vọng đối với gamma đồng tới đối với vùng giống 8 này lưu ý được HAH thì sao? HAH thì đoạn này nhìn chung nó cũng gãy nhưng cũng đã gãy về nền đúng không ạ? À? Và khi nó gãy về nền anh chị thấy khối lượng khớp lệnh cũng khá là lớn. Và ở đây anh chị thấy nó cũng đang tạo ra một này một đáy hai đá này ngày mai có dòng tiền vào xác nhận vượt khỏi vùng giá đâu khoảng là 445 sẽ là điểm mua mới đối với mã cổ phiếu HAH nên chú ý được đối với mã cổ phiếu HH này. Lưu ý trong thời gian sắp tới để chúng ta đánh tay cộng dòng cảng biển đồng thuận này còn con SGB thì mã cổ phiếu này nó bao cung thì cũng sẽ không phân tích nhiều và thậm chí nó cũng đã bước vào những trạng thái gãy rồi như này thì chúng ta sẽ không quan sát và chúng ta sẽ không phân tích tại vì mã phiếu này tương phản khá là bé chứng khoán chứng khoán thì đầu tiên là VCI đi nhìn chung VCI là cái con mạnh nhất dòng này khi anh chị thấy này tạo ra đáy sao cao đáy trước so với những mạng phiếu khác này nó đi test là một đáy hai đáy lên này dòng tiền vào này hôm nay VON cũng không vào lớn lắm nhìn chung nó gặp lại cản thì cho nó sai quay hoặc là chỉnh lại một vài phiên đi ví dụ như nó chỉnh về đây này đó sau đó dòng tiền hướng lên này đó là những điểm mua chính đối mã cổ phiếu gọi là VCI để đánh tới cộng nên quan sát chú ý đối mã phiếu này em đánh giá VCI mạnh nhất của dòng chứng khoán cái con mạnh thứ hai là đến cái con gọi là con uh, còn SSI là con mạnh thứ hai này khi anh chị thấy gì like cái này một đáy hai đáy này ở đây nó cũng không nâng đáy mà nó mang những trạng thái bằng đáy này hôm nay cũng có dùng tiền vào này cũng tăng khá là tốt này thì nhìn chung ở đây nó gặp lại cản thì cho nó xoay qua ít nhất khoảng là 4 năm phiên đi để cho tăng lên một cách bình vững hơn còn bây giờ cái điểm mua mới đấy mà cổ phiếu như con SSI này thì chưa có điểm mua mới chờ đợi nó tạo trên thì sẽ tham gia tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như HCM HCM đoạn này nhìn cho mấy nó quay về vùng đáy trước nó retest nó cân bằng cũng khá tốt này von hôm nay cũng khá là đạt thì ở đây nó cũng đang hình thành mô hình island reversal nếu ngày mai có những cái trạng thái này bật gap tăng luôn thì sẽ là điểm gia còn ở đây nếu mà nó tích lũy trở lại thì em đánh giá nó sẽ đẹp hơn nên kỳ vọng nó sẽ đi sideways ít nhất khoảng là bốn năm phiên quanh vùng giá khoảng 19 chín 19 hai mươi rồi sau đó có những yếu tố cân bằng sẽ là những cái điểm mua mới đấy mà cổ phiếu hc này hcm này trong thời, thời, gian sắp tới rồi con uh, VND đi thì nó yếu hơn nên nó cũng sai quay đá nhưng nhìn chung ở đây nó cũng vận hành theo giống cái dòng của nó bây giờ cũng đã về vùng gì ạ à? về vùng hỗ trợ cứng thì phù hợp việc nắm giữ nhiều hơn chứ bây giờ cái điểm mua mới thì chúng ta chưa điểm mua mới tại vì nó chưa xuất hiện phiên thích cung theo những cái sự đẩy giá lên thì ở đây trên của nó vẫn trên giảm thì chúng ta cứ đứng ngoài chúng ta quan sát thêm ví dụ ở đây anh chị thế này nó cũng cân bằng này đó nhưng mà anh chị thấy dòng tiền không vào sao thì nó vẫn rơi bình thường đó mà phải chờ dòng tiền vào thì chúng ta mới tham gia chứ dòng tiền không vào thì nó vẫn rơi nên yếu tố quan trọng nhất của VND để tham gia là phải có dòng tiền vào chúng ta sẽ không tham gia sớm làm gì ở đây nó cũng chỉ có nhịp tăng nhưng mà không phải là dùng tiền vào mạnh phải chờ dùng tiền vào mạnh vào nó ổn định hơn rồi tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như ai đi ai nhìn chung nó cũng cân bằng sai quay cái biên dưới thì đợi chờ nó có dòng tiền vào chúng ta sẽ tham gia ở đây cái điểm mua mới cũng chưa có nhìn chung dòng chứng khoán thì phù hợp việc nắm giữ nhiều hơn cái điểm mua mới thì phải chờ đợi cái dòng tiền vào hoặc là điểm kết lại nó sẽ tốt hơn so với việc chúng ta tham gia quá sớm rồi tiếp tục là dùng thép đi banh chứng thép đúng không ạ à? thì thép như HPG này hôm qua có nói này đây là những điểm mua sớm nhau tôi chấp nhận đó thì vào điểm này đúng mà thì hôm nay cũng đã tăng này dòng tiền vào này và khi dòng tiền vào như thế này nó gặp lại cản đi cho nó gặp lại cản đây đi Rồi sau đó có điểm test lại dòng tiền hướng lên sẽ là điểm mua mới tại vì nó cũng tạo ra một cái trên xu thế tăng trong ngắn hàng thì chờ đợi cái điểm đi test sau đó rút chân lên chúng ta sẽ tham gia nên quan sát và lưu ý được đối với hạ phiếu HPG trong thời gian sắp tới này còn bây giờ trên của nó vẫn là trên là giảm nó chỉ mang những tính phục hồi thì nó phục hồi chỉ mang cái tính gọi là đánh ngắn thôi chứ không phải là chúng ta đánh dài được tại vì từng thời điểm ta sẽ có những chiến lược đánh khác nhau ví dụ như đoạn phía trước đây nó là đoạn uptrend chúng ta đánh nắm giữ nhưng mà anh chị thấy này nó chỉ là những nhịp sống hồi như thế này, này thì chúng ta đánh là chúng ta canh nó tăng lên đến gặp cản thì chúng ta sẽ bán chúng ta sẽ không đánh gọi là gọi là đánh nắm giữ giai đoạn phía trước tại vì đánh nắm giữ giống giai đoạn phía trước hai tháng ba tháng thì anh chị thấy rất dễ dàng trở về gọi là điểm xuất phát hoặc là có thể lỗ luôn nên lưu ý đoạn này chỉ là đánh ngắn hsg đoạn này nó gặp lại cản thì khả năng nó test lại khá là cao nên chúng ta cứ quan sát thêm ví dụ ở đây anh sẽ tăng lên này nó gặp lại cản này dễ nhiệt có nhịp rồi. nó chỉnh lại như thế này này đó rồi đợi retest này rút chân lên thì mới là điểm mua thì chờ lại nó quay lại retest đi test gap này rồi sau đó hướng lên hai đáy chúng ta sẽ tham gia tạo ra trend chúng ta sẽ tham gia chứ bây giờ chúng ta cũng chưa tham gia sớm làm gì nữa mà, cổ phiếu như HSG phù hợp việc gọi là canh gọi là nếu mà nhậu tư có lãi canh chút lãi dần nhậu tư đầu kịp hàng thì canh hạ ra bớt rồi khi nó chỉnh lại chúng ta câu vào lại sau thì thường thường nó sẽ nó gặp lại đường M20 nó sẽ chỉnh đấy. Ví dụ ở đây anh chị thấy nó kéo lại đường M20 này nó sẽ chỉnh nhịp, sau đó mới bật tăng lên. Thì kỳ vọng nó sẽ kéo đường M20 nó sẽ chỉnh một nhịp sau đó sẽ tăng lên, sẽ có điểm mua mới. Nam Kim nó cũng tương tự như con HSG, kỳ vọng nó tăng lên nhịp nữa rồi sau đó nó quay về retreat đáy sẽ là những nhịp tham gia phía sau, đúng không ạ? Chờ đợi nó ra quay lại retreat đáy cao. Rồi banh chứng thép thì chúng ta sẽ đi đến tới những cái mã cổ phiếu gọi là bất động sản. Bất động sản thì đi qua những mà cổ phiếu hàng đầu như là sale đi bây giờ nó vẫn tích lũy đáy này phục hồi cũng khá là yếu hơn so với bánh chứng thép nhìn chung ấy là dòng bất động sản hiện tại nó chưa có những cái động lực để giúp có thể là tăng giá mạnh thì phù hợp với việc là chúng ta nắm giữ thêm chờ những điểm cân bằng để cơ cấu thì nhìn chung đối với con sale ấy nếu thị trường tàu đáy thì thực chất những mã phiếu nó cũng sẽ đi lên thì kỳ vọng nó sẽ đi lên một giá 20 hay hai nhau tới nào kẹp hàng thì canh lên một giá 20 hay hai chúng ta sẽ bán ra bớt còn bây giờ cái điểm mua mới thật chất chưa có đối với mã cổ phiếu sale Điết cũng tương tự này hai mã phiếu này là trung phơi mẫu hình nó cũng về nền rồi thì phù hợp việc nắm giữ nhiều hơn thì kỳ vọng mã phiếu này cũng sẽ hồi về vùng giá đó khoảng là 28 và 29 trong giai phía sau nếu mà phục hồi 28 29 ok chúng ta sẽ tham gia còn bây giờ cứ tiếp tục đứng ngoài và chờ đợi thêm đối với mã phiếu DG này tiếp tục là những mã cổ phiếu như là con uh, DXG đi ở đây cũng là một đáy này đúng không ở đây là nhiều, nhiều phục hồi thì khả năng sẽ có nhịp thì test quay lại cái đáy số 1 này cân bằng hướng lên mới là điểm tham gia chính còn bây giờ nó cũng chưa đủ độ cân bằng thì chúng ta vẫn chưa đi mua mới đối mã cổ phiếu DG. Đi qua thêm những cái mặt cổ phiếu khác đi như là con uh, Nam Long đi. Nó là G này đúng không ạ? Thì à, nhìn chung mã phiếu này nó cũng đang hình thành những cái trên xu thế nhưng đang như thế thấy một phiên tạo đáy, đây là cái phiên tăng thì cái phiên này đâu phải là cái phiên gọi là cân bằng đâu thì chờ đợi nó test đi rồi chúng ta sẽ tham gia. Chứ bây giờ vẫn chưa điểm mua đối mã cổ phiếu Nam Long này cho nó cân bằng thêm sẽ là những điểm mua mới đối với Nam Long thì kỳ vọng đối mã phiếu này thời gian sắp tới nó cũng sẽ có nhịp hồi bao nhiêu thì uh, kỳ vọng mà phía này hồi về 30 31 chúng ta sẽ canh xử lý của giá này hoặc canh những nhịp kỳ thành công ấy thì đánh những cái nhịp tay cộng để về giá này cũng có thể anh chị kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhận nếu đúng đánh đúng điểm đúng không ạ à? đâu khoảng 19 20 thì đoạn phía sau chúng ta cứ chờ đợi đúng điểm thì chúng ta sẽ tham gia lưu ý được đối với Nam Long này KDH thì sao KDH đoạn này nó cũng rơi nhưng nhìn chung nó cũng có những cái nhịp tăng lên đoạn này nó cũng chưa có đủ độ cân bằng chúng ta tham gia phù hợp việc nắm giữ nhiều hơn chờ đợi những nhịp test còn những mã cổ phiếu của dòng khu công nghiệp như IDC như thế này hôm nay cũng cân bằng khá tốt này thì IDC chị có thể là chú ý được này nó cũng cân bằng nó khoảng là bao nhiêu phiên ạ à? bốn phiên phiên này phiên thứ năm này nếu phiên ngày mai nó có những cái độ cân bằng hơn thì chúng ta có thể là lấy vị thế thăm dò và kỳ vọng đối với mã phiếu này có sẽ có một cái nhịp nổi lên ngắn của đường giá đó khoảng là 4950 phù hợp việc đánh tay cộng nhiều hơn từ đây lên vùng giá này cũng khoảng được 5 đến 10 phần KBC thì nó lại yếu hơn khi nó vẫn tích lũy ở kênh dưới của nó đúng không ạ à? nó cũng rơi khá là sâu mặc dù có phiên đổi cung nhưng nó chưa đủ độ cân bằng để có thể tiến lên vùng giá xa hơn thì kỳ vọng đối với KBC ở giai phía sau nó cân bằng ít nhất khoảng là 4 năm phiên nữa nó sẽ có nhịp bật tăng thì chúng ta sẽ canh cái nhịp phía sau để chúng ta đánh tay cộng lưu ý đối với KBC này VGC thì nó có những trạng thái nó cũng cân bằng nhưng mà ở đây anh chị thấy gặp là đường MA20 nó cũng bị chỉnh lại nên phù hợp với việc gọi là quan sát nhiều hơn chứ điểm mua mới chưa có rồi tiếp tục là đi qua những mã cổ phiếu dòng dầu khí đi dầu khí thì nó vận hành như thế nào dầu khí thì em có nhắc nhau tương mình rồi BVD hiện tại nó đang vận động tương đối lỏng lẻo đúng không ạ ở đây rất nhiều phiên sách ao này một phiên này hai phiên sách ao này ba phiên bốn phiên này thì đây là phiên thứ năm này nhìn cho mấy có năm phiên sách ao rồi thì cứ canh phục hồi lên để hạ chứ bây giờ chưa điểm mua mới anh chị nhìn giống đoạn nào ạ à? giống đoạn này anh chị thấy này nó đi lên mà xuất hiện sách ao này đầu phiên tăng của phiên giảm này đây sách ao này hai phiên này ba phiên này rồi đây là phiên thứ tư này Rồi phiên thứ năm này đúng không ạ và sau khi xuất hiện năm phiên thì chị thấy này bắt đầu đảo chiều thì đoạn này nhìn chung nó tạo ra những cái sự gọi là lỏng lẻo như thế này vol bon tăng giống bon tăng mà cứ dao động lỏng như này thì chúng ta sẽ canh chúng ta hạ ra trong toàn chúng ta đầu tư những mã phiếu khác nó sẽ ok hơn khi mà thị trường phục hồi thì em dắt cái dòng điều khí nó sẽ chỉnh lại thì những dòng khác nó mới lên được nó nhường dòng tiền cho dòng khác nên nhìn chung đối với mã phiếu này phù hợp thì gọi là chốt lại canh hạ ra và cầm tiền để đánh những mã cổ phiếu gọi là banh chứng thép hoặc là những mã cổ phiếu phục hồi từ kênh dưới đi lên nó sẽ tốt hơn và biên độ nhận của nó sẽ nhiều hơn tại vì khi nó đi lên nó gặp đại cản này này nó nó sẽ cân bằng họ điều chỉnh lại thì cái biên độ lợi của nó sẽ kém hơn so với những mà cổ phiếu gọi là kênh dưới đi lên trong một cái thời gian gọi là cái đáy suy si thoái của thị trường BVS thì nó cũng tương tự nhìn trong ấy mà phiếu này anh chỉ chị thấy trên của nó vẫn trên là giảm này và của nó cũng cân bằng nếu phục hồi lên thì cùng lắm nó sẽ phục hồi lên giá 24 rồi bị bán ngược lại nên đây không phải là điểm mua mới đối với mạng phiếu BVS phù hợp thì gọi là canh hồi lên để hạ ra BVC cũng tương tự này nhìn, nhìn chung đối với BVC thì kỳ vọng nó sẽ về bằng giá đóng khoảng 20 thì canh những giá 20 chúng ta hạ ra này trên nó vẫn là trên là giảm thì BSR thì nó lại yếu hơn so với dòng của nó còn trên nó vẫn là cái trên gãy rồi này đó nó cũng gãy trên rồi này ở đây nó cũng cân bằng cái uh, xu thế đi xuống thì anh chị nhìn qua những cái mã phiếu cân bằng xu thế đi xuống như KBC đi các chị đừng có kỳ vọng ở cái xu thế đi xuống ví dụ ở đây anh chị thấy nó cân bằng nhưng chắc chị nó đã lên đâu đây anh chị thấy cân bằng khá là tốt này nhưng nó vẫn gãy bình thường đúng không ạ à? tại vì trên của nó là, là trên giảm rồi đó đối với BSR này chúng ta cũng thấy uh, nó cũng đã có những cái vòng bán lớn ở này đây là vòng bán lớn này thì những cái nhịp ở đây này canh những cái nhịp hồi lớn ta hạ ra nó sẽ an toàn hơn so với chúng ta mua vào quan sát thêm đối với EBSR thì à, nhìn chung ấy em cũng đã đi sơ lược một dòng thị trường để cho đầu tư mình có thể là nắm bắt và tham khảo thì à, nhà đầu tư mình còn thắc mắc gì thì có thể cơm mình ở dưới video để mà hỗ trợ nhà đầu tư mình một cách tốt nhất và anh chị nhà đầu tư nào mình thấy hay ấy thì mình đừng quên bấm gọi là nút like này rồi sau đó bấm một nút gọi là đăng ký kênh để có thể là được thông báo cái video mình đến nhà đầu tư mình một cách tốt nhất I know is not in she's a dad.